Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại kênh Phong thủy Tự Khanh. Trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là thi công động thổ xây nhà trong các tháng. Đấy. Thì để lựa chọn được ra một ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc là thi công động thổ ấy, chọn được một ngày tốt động thổ thì chúng ta sẽ dựa vào 36 tiêu chí này. 36 tiêu chí này đều có trong quyển sách là ngày tốt toàn thư. Thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển sách ngày tốt toàn thư để tìm cho mình những ngày tốt. Và trong này ấy, thì cũng có cái ngày là ngày thi công động thổ. Đây có ngày động thổ đây. Ngày động thổ đây có hợp với cái gì và kỵ cái gì. Và dựa vào cái hợp kỵ này, tôi đã soạn ra cho quý vị tất cả những cái ngày, ngày hợp và ngày kỵ trong tháng để quý vị có thể tự lựa chọn cho mình những ngày tốt. Thì quý vị có thể tham khảo thêm những ngày tốt bằng cách là gì? Tham khảo cái quyển sách ngày tốt toàn thư. Ở trong này có đầy đủ các ngày cho quý vị lựa chọn. Quý vị hãy liên hệ với số hotline là 0989349119 để được tư vấn thêm về quyển sách ngày tốt toàn thư nhé. Thì để lựa chọn ra được một ngày tốt động thổ xây nhà thì chúng ta bao giờ vậy cũng phải dựa vào các cắt tinh và hung tinh, loại bỏ các hung tinh, sau đó chúng ta dựa vào cắt tinh để tìm ra những ngày tốt. Những hung tinh cần loại bỏ trong cái việc là động thổ xây nhà thì chúng ta cần loại bỏ những cái hung tinh sau. Đầu tiên là chúng ta loại bỏ những ngày sát chủ. Ngày sát chủ trong tháng Giêng nó là ngày Tý và ngày Tỵ. Tháng 2 là ngày Tý và ngày Sửu, tháng 3 là ngày Mùi và ngày Sửu, tháng 4 là ngày Mão và ngày Tuất, tháng 5 là ngày Thân và ngày Thìn, tháng 6 là ngày Tuất và ngày Thìn, tháng 7 là ngày Hợi và ngày Sửu, tháng 8 là ngày Sửu và ngày Thìn, tháng 9 là ngày Ngọ và ngày Sửu, tháng 10 là ngày Dậu và ngày Thìn, tháng 11 là ngày Dần và ngày Mùi, tháng 12 thì nó là ngày Thìn. Đó. Ngày xấu thứ hai chúng ta cần loại bỏ đó là ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa ấy thì nó tính theo mùa đúng không? Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Mùa xuân là những ngày Thân, mùa hạ là những ngày Ngọ, mùa thu là những ngày Mùi và mùa đông là những ngày Mão. Đó. Thì tháng 1, tháng 2, tháng 3 chúng ta kỵ ngày Thân. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì chúng ta kỵ ngày Ngọ. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 ta kỵ ngày Mùi, tháng 10, 11, 12 thì chúng ta kỵ ngày Mão. Đó là những ngày sát chủ mùa. Tiếp theo ngày xấu thứ ba chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Thiên Địa Chuyển Sát. Ngày Thiên Địa Chuyển Sát thì cũng tính theo mùa. Mùa xuân là ngày Tân Mão và Ất Mão, mùa hạ là ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ, mùa thu là ngày Tân Dậu và ngày Quý Dậu, và mùa đông là ngày Nhâm Tý và ngày Bính Tý. Đó, thì tháng Giêng chúng ta kỵ ngày Tân Mão và ngày Ất Mão. Tháng 4, 5, 6 chúng ta kỵ ngày Bính Ngọ và ngày Mậu Ngọ. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì chúng ta kỵ ngày Tân Dậu và ngày Quý Dậu. Tháng 10, 11, 12 thì chúng ta kỵ ngày Nhâm Tý và ngày Bính Tý. Đó. Tiếp theo ngày số thứ tư chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Tự Tử. Ngày Tự Tử ấy thì bao gồm các ngày sau này. Tháng Giêng thì nó sẽ là ngày Tuất. Tháng 2 nó là ngày Thìn. Tháng 3 nó là ngày Hợi. Tháng 4 nó là ngày Tỵ. Tháng 5 thì nó là ngày Tý. Tháng 6 nó là ngày Ngọ. Tháng 7 nó là ngày Sửu. Tháng 8 nó là ngày Mùi. Tháng 9 là ngày Dần. Tháng 10 là ngày Thân. Tháng 11 là ngày Mão và tháng 12 thì nó là ngày Dậu. Tiếp theo chúng ta cần loại bỏ một ngày nữa là ngày Dương Công Kỵ. Ngày Dương Công Kỵ là ngày động thổ, kỵ động thổ xây nhà ấy. Thì chúng ta kỵ như sau. Tháng Giêng thì chúng ta kỵ ngày 13. Tháng 2 chúng ta kỵ ngày 11. Tháng 3 chúng ta kỵ ngày mùng 9. Tháng 4 chúng ta kỵ ngày mùng 7. Tháng 5 là chúng ta kỵ ngày mùng 5. Tháng 6 kỵ ngày mùng 3. Tháng 7 kỵ ngày mùng 2 và ngày 29. Tháng 8 thì kỵ ngày 27. Đó. Tháng 9 thì kỵ ngày 25. Tháng 10 kỵ ngày 23. Tháng 11 kỵ ngày 21 và tháng 12 thì kỵ ngày 19. Đó. Tiếp theo ngày xấu thứ 6 ta có loại bỏ đó là ngày Tam Lương. Ngày Tam Lương thì năm nào vậy, tháng nào vậy, chúng ta còn loại bỏ những ngày sau. Ngày mùng 3, ngày mùng 7, ngày 13, ngày 18, ngày 22 và ngày 27. Đây là những ngày Tam Lương, tháng nào mà gặp những ngày này chúng ta cũng nên là loại bỏ, không sử dụng. Đó. Tiếp theo ngày số thứ 7 chúng ta loại bỏ là ngày Nguyệt Kỵ. Nguyệt Kỵ thì tháng nào cũng vậy, bao gồm những ngày mùng 5, 14 và 23. Thì ba ngày này, tháng nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, gặp ngày này chúng ta cũng sẽ không dùng. Tiếp đến là chúng ta cũng cần phải xét đến những ngày Nguyệt Kiến. Nếu mà những ngày Nguyệt Kiến mà nó xấu ấy thì chúng ta không dùng, còn nếu mà có các nhiều cát tinh thì chúng ta vẫn có thể dùng được. Đó. Ngày Nguyệt Kiến thì bao gồm những ngày sau này. Tháng Giêng là ngày Dần, tháng 2 là ngày Mão, tháng 3 là ngày Thìn, tháng 4 là ngày Tỵ, tháng 5 là ngày Ngọ, tháng 6 là ngày Mùi, tháng 7 là ngày Thân, tháng 8 là ngày Dậu, tháng 9 là ngày Tuất, tháng 10 là ngày Hợi, tháng 11 là ngày Tý và tháng 12 nó là ngày Sửu. Tiếp đến là chúng ta loại bỏ những ngày Nguyệt Phá. Ngày Nguyệt Phá là ngày cực xấu mà chúng ta chỉ nên gì? Chặt cây phá núi hoặc là phá rỡ nhà cửa, còn không nên làm những việc khác. Thì những ngày Nguyệt Phá trong từng tháng như sau. Tháng Giêng thì chúng ta kỵ ngày Thân, tháng 2 là ngày Dậu, tháng 3 là ngày Tuất, tháng 4 là ngày Hợi, tháng 5 là ngày Tý, tháng 6 là ngày Sửu, tháng 7 là ngày Dần, tháng 8 là ngày Mão, tháng 9 là ngày Thìn, tháng 10 là ngày Tỵ, tháng 11 là ngày Ngọ và tháng 12 là ngày Mùi. Đó. Tiếp theo cái việc động thổ ấy, thì chúng ta cũng kỵ ngày Thổ Phú. Ngày Thổ Phú được tính như sau này. Tháng Giêng nó là ngày Dần, tháng 2 là ngày Mão, tháng 3 là ngày Thìn, tháng 4 là ngày Tỵ, tháng 5 là ngày Ngọ, tháng 6 là ngày Mùi, tháng 7 là ngày Thân, tháng 8 là ngày Dậu, tháng 9 là ngày Tuất, tháng 10 là ngày Hợi,
tháng 11 là ngày Tý và tháng 12 nó là ngày Sửu. Ngày xấu tiếp theo chúng ta cần phải xem xét đó là ngày Trực Bình. Ngày Trực Bình ấy, thì tháng Giêng là ngày Tỵ này, tháng 2 là ngày Ngọ, tháng 3 là ngày Mùi, tháng 4 là ngày Thân, tháng 5 là ngày Dậu, tháng 6 là ngày Tuất, tháng 7 là ngày Hợi, tháng 8 là ngày Tý, tháng 9 là ngày Sửu, tháng 10 là ngày Dần, tháng 11 là ngày Mão và tháng 12 nó là ngày Thìn. Đó. Tiếp đến là những ngày trực thu. Ngày trực thu được tính như sau này: tháng Giêng nó là ngày Hợi, tháng 2 là ngày Tý, tháng 3 là ngày Sửu, tháng 4 là ngày Dần, tháng 5 là ngày Mão, tháng 6 là ngày Thìn, tháng 7 là ngày Tỵ, tháng 8 là ngày Ngọ, tháng 9 là ngày Mùi, tháng 10 là ngày Thân, tháng 11 là ngày Dậu và tháng 12 nó là ngày Tuất. Đó. À, một ngày xấu nữa, ngày xấu thứ 13 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Trực Bế. Ngày Trực Bế thì tháng Giêng thì nó là ngày Sửu, tháng 2 là ngày Dần, tháng 3 là ngày Mão, tháng 4 là ngày Thìn, tháng 5 là ngày Tỵ, tháng 6 là ngày Ngọ, tháng 7 là ngày Mùi, tháng 8 là ngày Thân, tháng 9 là ngày Dậu, tháng 10 là ngày Tuất, tháng 11 là ngày Hợi và tháng 12 thì nó là ngày Tý. Đó. Và chúng ta cũng loại bỏ những 3 ngày Kiếp Sát, Tai Sát và Nguyệt Sát, 3 ngày này là 3 ngày đại kỵ này, trong cái việc là xây dựng nhà cửa, đúng không ạ? Thì tháng Giêng nó rơi vào ngày Hợi, ngày Tý và ngày Sửu. Tháng 2 nó rơi vào ngày Thân, ngày Dậu và ngày Tuất. Tháng 3 nó rơi vào ngày Tỵ, ngày Ngọ, ngày Mùi. Tháng 4 thì nó rơi vào ngày Dần, ngày Mão, ngày Thìn. Tháng 5 thì nó rơi vào ngày Hợi, ngày Tý, ngày Sửu. Tháng 6 rơi vào ngày Thân, ngày Dậu, ngày Tuất. Tháng 7 nó rơi vào ngày Tỵ, ngày Ngọ, ngày Mùi. Tháng 8 rơi vào Dần, Mão, Thìn. Tháng 9 là Hợi, Tý, Sửu. Tháng 10 là Thân, Dậu, Tuất. Tháng 11 là Tỵ, Ngọ, Mùi. Và tháng 12 là Dần, Mão và Thìn. Đó, đó là những ngày Tai Sát, Kiếp Sát, Nguyệt Sát mà chúng ta cần loại bỏ. Ngày xấu thứ 17 chúng ta loại bỏ đó là ngày Nguyệt Hình. Ngày Nguyệt Hình thì được tính như sau này: tháng Giêng thì nó là ngày Tỵ, tháng 2 là ngày Tý, tháng 3 là ngày Thìn, tháng 4 là ngày Thân, tháng 5 là ngày Ngọ, tháng 6 là ngày Sửu, tháng 7 là ngày Mùi, tháng 8 là ngày Dậu, tháng 9 là ngày Mùi, tháng 10 là ngày Hợi, tháng 11 là ngày Mão và tháng 12 thì nó là ngày Tuất. Đó. Một ngày xấu nữa chúng ta cần loại bỏ là ngày xấu thứ 18, đó là ngày Nguyệt Yếm. Nguyệt Yếm này là tháng Giêng nó là ngày Tuất, tháng 2 là ngày Dậu, tháng 3 là ngày Thân, tháng 4 là ngày Mùi, tháng 5 là ngày Ngọ, tháng 6 là ngày Tỵ, tháng 7 là ngày Thìn, tháng 8 là ngày Mão, tháng 9 là ngày Dần, tháng 10 là ngày Sửu, tháng 11 là ngày Tý và tháng 12 thì nó là ngày Hợi. Đó. Tiếp đến chúng ta loại bỏ những ngày Thiên Sứ. Ngày Thiên Sứ là ngày số thứ 19 chúng ta cần loại bỏ này, nó gồm những ngày sau này: tháng Giêng thì nó là ngày Mão, tháng 2 là ngày Tý, tháng 3 là ngày Dậu, tháng 4 là ngày Ngọ, tháng 5 là ngày Mão, tháng 6 là ngày Tý, tháng 7 là ngày Dậu, tháng 8 là ngày Ngọ, tháng 9 là ngày Mão, tháng 10 là ngày Tý, tháng 11 là ngày Dậu và tháng 12 nó là ngày Ngọ. Cái ngày Thiên Sứ nó sẽ bao gồm ngày Mão, Tý, Dậu, Ngọ đấy. Nó sẽ bao gồm ngày Mão, Tý, Dậu, Ngọ, lặp đi lặp lại nhé. Đó. Tiếp theo ngày xấu thứ 20 chúng ta cần xem xét đó là ngày Đại Thời. Ngày Đại Thời thì tháng Giêng nó là ngày Sửu này. Tháng 2 thì nó là ngày Tuất, tháng 3 nó là ngày Mùi, tháng 4 là ngày Thìn, tháng 5 là ngày Sửu, tháng 6 là ngày Tuất, tháng 7 là ngày Mùi và tháng 8 là ngày Thìn. Tháng 9 nó cũng là ngày Sửu, tháng 10 là ngày Tuất, tháng 11 là ngày Mùi và tháng 12 là ngày Thìn. Thì ngày Đại Thời nó cũng là bao gồm cái ngày là Sửu, Tuất, Mùi, Thìn. Đó. Tiếp đến ngày xấu thứ 21 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Tứ Phế. Ngày Tứ Phế thì tháng Giêng nó là ngày Ất Hợi, tháng 2 là ngày Giáp Tuất, tháng 3 là ngày Ất Dậu, tháng 4 là ngày Bính Thân, tháng 5 là ngày Đinh Mùi, tháng 6 là ngày Mậu Ngọ, tháng 7 là ngày Kỷ Tỵ, tháng 8 là ngày Canh Thìn, tháng 9 là ngày Tân Mão, tháng 10 là ngày Nhâm Dần, tháng 11 là ngày Quý Sửu, tháng 12 là ngày Giáp Tý. Thì vào những cái tháng nào mà gặp những cái ngày này, ví dụ vào tháng Giêng mà gặp ngày Ất Hợi thì chúng ta bỏ, chúng ta không dùng này, nó tốt đâu tốt nhá, chúng ta cũng sẽ không dùng nhá. Tiếp theo, ngày xấu thứ 22 chúng ta cần lại bỏ đó là ngày Ngũ Mộ. Ngày Ngũ Mộ thì được tính như sau này: tháng Giêng nó là ngày Ất Mùi, tháng 2 là ngày Ất Mùi, tháng 3 là ngày Mậu Thìn, tháng 4 là ngày Bính Tuất, tháng 5 là ngày Bính Tuất, tháng 6 là ngày Mậu Thân, tháng 7 là ngày Tân Sửu, tháng 8 là ngày Tân Sửu, tháng 9 là ngày Mậu Thìn, tháng 10 là ngày Nhâm Thìn, tháng 11 là ngày Nhâm Thìn và tháng 12 là ngày Mậu Thìn. Đó. Tiếp theo, ngày xấu thứ 23 chúng ta cần loại bỏ là ngày Thổ Phù. Ngày Thổ Phù ấy, tháng Giêng là ngày Sửu, tháng 2 là ngày Tỵ, tháng 3 là ngày Dậu, tháng 4 là ngày Dần, tháng 5 là ngày Ngọ, tháng 6 là ngày Tuất, tháng 7 là ngày Mão, tháng 8 là ngày Dậu, tháng 8 là ngày Mùi, tháng 9 là ngày Hợi, tháng 10 là ngày Thìn, tháng 11 là ngày Thân và tháng 12 đó là ngày Tý. Đó. Một ngày xấu nữa, ngày xấu thứ 24 chúng ta cần loại bỏ đó là ngày Địa Nang. Ngày Địa Nang ấy thì được tính như sau này: tháng Giêng nó là ngày Canh Tý và ngày Canh Ngọ, tháng 2 nó là ngày Quý Mùi và ngày Quý Sửu, tháng 3 nó là ngày Giáp Tý và ngày Giáp Dần, tháng 5 nó là ngày Kỷ Mão và ngày Kỷ Sửu, tháng 6 nó là ngày Mậu Thìn và Mậu Ngọ,
Tháng 7 nó là ngày Quý Mùi và ngày Quý Tỵ. Tháng 7 nó là ngày Bính Dần và Bính Thân. Tháng 8 là ngày Đinh Mão và ngày Đinh Tỵ. Tháng 9 nó là ngày Mậu Thìn và Mậu Tý. Tháng 10 thì nó là ngày Canh Tuất và Canh Tý. Tháng 11 nó là ngày Tân Mùi và ngày Tân Dậu. Tháng 12 nó là ngày Ất Dậu và ngày Ất Mùi. Đó. Đó là những cái ngày xấu mà chúng ta cần tránh để chúng ta tiến hành công việc là động thổ thi công cho được hanh thông thuận lợi. Và để chọn được cái ngày động thổ ấy, thì chúng ta sẽ dựa vào cát tinh. Những cái cát tinh, những ngày tốt để lựa chọn cho việc động thổ bao gồm những ngày sau. Đầu tiên là ngày Thiên Nguyện. Ngày Thiên Nguyện được tính như sau này. Đó. Đầu tiên ngày Thiên Nguyện nhé, ngày Thiên Nguyện là đây là tiếp theo chúng ta tìm những cát tinh nhé. Thì cát tinh đầu tiên chúng ta sẽ là Thiên Nguyện. Đó. Sau khi loại bỏ hết hung tinh này rồi, chúng ta sẽ bắt đầu xem cát tinh này. Thiên Nguyện được tính như sau này. Tháng Giêng nó là ngày Ất Hợi, tháng 2 nó là ngày Canh Tuất, tháng 3 nó là ngày Ất Dậu, tháng 4 nó là ngày Bính Thân, tháng 5 nó là ngày Đinh Mùi, tháng 6 là ngày Mậu Ngọ, tháng 7 là ngày Kỷ Tỵ, tháng 8 là ngày Canh Thìn, tháng 9 là ngày Tân Mão, tháng 10 là ngày Nhâm Dần, tháng 11 là ngày Quý Mão và tháng 12 thì nó là ngày Giáp Tý. Đó. Tiếp theo, ngày tốt thứ hai chúng ta chọn là ngày Thiên Đức. Ngày Thiên Đức thì được tính như sau này. Tháng Giêng thì nó là Đinh, tháng 2 ở Thân, tháng 3 ở Nhâm, tháng 4 ở Tân, tháng 5 ở Càn, tháng 6 ở Giáp, tháng 7 ở Quý, tháng 8 ở Cấn, tháng 9 ở Bính, tháng 10 ở Ất, tháng 11 ở Khôn và tháng 12 ở Canh. Đó. Ngày thứ ba chúng ta chọn là ngày Thiên Đức Hợp. Ngày Thiên Đức Hợp thì tháng Giêng ở Nhâm, tháng 2 ở Tỵ, tháng 3 ở Đinh, tháng 4 ở Bính, tháng 5 ở Dần, tháng 6 ở Kỷ, tháng 7 ở Mậu, tháng 8 ở Hợi, tháng 9 ở Tân, tháng 10 ở Canh, tháng 11 ở Thân và tháng 12 ở Ất. Đó. Tiếp đến là ngày Nguyệt Đức. Nguyệt Đức thì được tính như sau này. Tháng Giêng là những ngày Bính, tháng 2 là Giáp, tháng 3 là Nhâm, tháng 4 là Canh, tháng 5 là Bính, tháng 6 là Giáp, tháng 7 là Nhâm, tháng 8 là Canh, tháng 9 là Bính, tháng 10 là Giáp, tháng 11 là Nhâm và tháng 12 là Canh. Đó. Tiếp đến là ngày Nguyệt Đức Hợp. Ngày Nguyệt Đức Hợp được tính như sau. Nguyệt Đức Hợp thì trong tháng Giêng nó là những ngày Tân, tháng 2 là Kỷ, tháng 3 là Đinh, tháng 4 là Ất, tháng 5 là Tân, tháng 6 là Kỷ, tháng 7 là Đinh, tháng 8 là Ất, tháng 9 là Tân, tháng 10 là Kỷ, tháng 11 là Đinh và tháng 12 thì nó là những ngày Ất. Đó. Tiếp theo, một ngày tốt nữa là chúng ta tiến hành công việc chọn ngày động thổ ấy, chúng ta chọn những ngày Thiên Xá. Ngày Thiên Xá thì tháng Giêng nó là ngày Mậu Dần. Ngày Thiên Xá tháng Giêng, tháng 2, tháng 3 nó là ngày Mậu Dần. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì nó là ngày Giáp Ngọ. Tháng 4, 5, 6 nhá, là ngày Giáp Ngọ. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì nó sẽ là ngày Mậu Thân. Và tháng 10, tháng 11, 12 thì nó sẽ là ngày Giáp Tý. Đó. Ngày tốt tiếp theo chúng ta chọn đó là ngày Nguyệt Ân. Ngày Nguyệt Ân ấy, thì tháng Giêng nó là những ngày Ấn. Ngày Nguyệt Ân thì tháng Giêng đầu tiên nó sẽ là những ngày Bính, tháng 2 là những ngày Đinh, tháng 3 là Canh, tháng 4 là Kỷ, tháng 5 là Mậu, tháng 6 là Tân, tháng 7 là Nhâm, tháng 8 là Quý, tháng 9 là Canh, tháng 10 là Ất, tháng 11 là Giáp và tháng 12 thì nó là những ngày Tân. Đó. Tiếp theo là những ngày Tứ Tướng. Ngày Tứ Tướng là một ngày tốt, một trong những ngày tốt để chúng ta chọn tiến hành công việc động thổ thi công ấy. Thì ngày Tứ Tướng nó tính theo mùa, đúng không? Vị mùa xuân gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì chúng ta chọn ngày Bính và ngày Đinh. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì chúng ta chọn ngày Mậu và ngày Kỷ. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì chúng ta chọn ngày Nhâm và ngày Quý. Tháng 10, tháng 11, tháng 12 chúng ta chọn ngày Giáp và ngày Ất. Đó. Tiếp theo là ngày Thời Đức. Ngày Thời Đức bao gồm ngày sau này. Những ngày mùa xuân tức là tháng Giêng, tháng 1, tháng 2, tháng 3 thì chúng ta chọn ngày Ngọ. Tháng 4, tháng 5, tháng 6 thì là chọn ngày Thìn. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 thì chọn ngày Tý. Và tháng 10, 11, 12 chúng ta chọn ngày Dần. Đó. Tiếp theo là những ngày Tam Hợp. Ngày Tam Hợp ấy, thì tháng Giêng là ngày Ngọ và ngày Tuất. Tháng 2 là ngày Hợi và ngày Mùi. Tháng 3 là ngày Tý và ngày Thân. Tháng 4 là ngày Dậu và ngày Sửu. Tháng 5 là ngày Dần và ngày Tuất. Tháng 6 là ngày Hợi và ngày Mão. Tháng 7 là ngày Tý và ngày Thìn. Tháng 8 thì nó sẽ là ngày Tỵ và ngày Sửu. Tháng 9 nó là ngày Dần và ngày Ngọ. Tháng 10 là ngày Mão và ngày Mùi. Tháng 11 là ngày Thân và ngày Thìn. Tháng 12 thì nó là ngày Tỵ và ngày Dậu. Đó. Ngày cuối cùng chúng ta chọn, ngày tốt cuối cùng chúng ta chọn đó là ngày Trực Khai. Ngày Trực Khai thì bao gồm tháng Giêng là ngày Tý, tháng 2 là ngày Sửu, tháng 3 là ngày Dần, tháng 4 là ngày Mão, tháng 5 là ngày Thìn, tháng 6 là ngày Tỵ, tháng 7 là ngày Ngọ, tháng 8 là ngày Mùi, tháng 9 là ngày Thân, tháng 10 là ngày Dậu, tháng 11 là ngày Tuất và tháng 12 ngày Hợi. Đó. Thì sau khi chúng ta chọn loại bỏ hết các hung tinh rồi, bắt đầu chúng ta dựa vào các cát tinh này xem là những ngày nào đó, những ngày chúng ta còn lại có những cái cát tinh nào để chúng ta chọn ra được những ngày tốt. Đó. Đó là toàn bộ những cái ngày tốt, cái nguyên tắc chọn ngày tốt trong cái tài liệu là ngày tốt toàn thư để chúng ta lựa chọn ra ngày tốt động thổ thi công
thì quý vị có thể tham khảo thêm quyển Ngày Tốt Toàn Thư bằng cách gọi điện số hotline là gì 0989 349 119 để biết thêm chi tiết đó. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.